Xin chào mọi người nhá. Hôm nay em về được một lô lan hồ điệp dòng mãn thiên hồng cho mọi người này. Dòng nhà em là dòng phân tay phân nhánh mọi người nhá. Phân tay phân nhánh cho em như thế này. Ok chưa? Đây mọi người ơi, cứ mỗi một cái lách như này, mỗi một cái nách như này nó lại ra một cái tay này. Ok chưa mọi người? Đấy, ít nữa nó sẽ ra thêm. Đây này, cái này nó đang sưng lên này. Đó, ok chưa? Hôm nay em về được một lô rất là đẹp như này. Đó, hàng một ngồng hoa nhé mọi người nhá. Hàng một ngồng hoa cho em. Đây, đang có tay như thế này được chưa? Khi nào mà nó nở những cái nụ ở trên này rồi. Đây ạ. Nở những cái nụ trên này rồi thì nó sẽ tiếp tục phát triển và nó ra những cái tay xong rồi nó ra hoa rất là đẹp như này. Đây, cây này nhà em đang ra tay đây. Đó, cây nào cũng đang ra tay nhé mọi người nhá. Đây. Dòng này hôm nay em về lô cực đẹp cho mọi người đây. Cây như em livestream nhá mọi người nhá. Đây, em cho mọi người chiêm ngưỡng luôn. Một cái chậu lan hồ điệp mãn thiên hồng mà đang nở tại vườn nhà em. Đấy, em mix trong một chậu này là khoảng 2, 4, 7 cây nhá mọi người nhá. Đấy, để tạm vào chậu cho mọi người. Và em khuyên mọi người là tại sao mà khi mà cái cây ấy mà mình mua về ấy, thì mình lên là để khi mà cái hoa của nó nở rồi mình mới lên chậu. Tại vì lúc đó thì mình sẽ biết hướng hoa để mình điều chỉnh, mình làm sao mình sắp xếp lên chậu cho nó phù hợp, nó đẹp. Đấy, ok chưa ạ? Đấy, khi nó hoa nở về hướng này thì mình sẽ, khi mình lên chậu, đây cái bông này nó nở về hướng này đúng không ạ? Thì toàn bộ hoa nó sẽ nở về hướng đằng trước này luôn này. Đó, thì mình sẽ biết hướng hoa như thế nào để mình lên chậu nó được đẹp hơn. Nên là cây mua về mọi người lên là để nguyên như thế này cho em. Để nguyên như thế này cho em. Và sau đấy khi hoa nở thì mình bắt đầu lên chậu. Nó sẽ được một chậu xinh xắn như thế này nhá mọi người nhá. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, Tết có một chậu như này trưng trong nhà để bàn uống nước là rất là đẹp rồi. Và cái dòng mãn thiên hồng này là top 1 trong 10 loài hoa lan đẹp nhất thế giới. Và cái độ bền của nó là cực kỳ bền luôn mọi người nhá. Bền cho em khoảng 4 đến 6 tháng từ những cái bông hoa nở đầu tiên này đến bông hoa cuối cùng, được chưa ạ? Đấy, những cái bông hoa như thế này nó cho em khoảng 3-4 tháng nó mới tàn được. Và mọi người nhớ giúp em là dòng lan hồ điệp ý, mọi người tưới ít nước thôi. Đó, tưới ít nước thôi. Khi mà mình sờ cái bầu cây nó còn ẩm như thế này thì mình không nên tưới mọi người nhá. Khi bầu rêu này nó khô ấy thì mọi người nên tưới. Còn hiện tại này nó vẫn đang đủ nước cho nó sống này. Nó đây, bộ rễ của nhà em rất là khỏe nhá. Bộ rễ xanh này, ok chưa? Đó, dòng mãn thiên hồng nhà em rất là khỏe này. Đây mọi người ơi, rễ đi cực kỳ khỏe nhá. Hôm nay em bán dòng phân tay phân nhánh về được lô cuối cùng phục vụ Tết Nguyên Đán cho các bác. Đó. Hôm nay em tri ân cho các bác với giá rất là rẻ. Bình thường em bán hàng một ngồng là 90.000 cho dòng phân tay phân nhánh này. Hôm nay em sẽ sale cho mọi người với giá bao nhiêu? Sale cho mọi người với giá là 80.000 một cốc nhé. 80.000 một cốc dòng phân tay phân nhánh như thế này. Cây nào cũng sẽ phân tay phân nhánh cho em nhé. Đấy, cứ càng nhiều mắt thì càng phân tay phân nhánh nhiều. Ok chưa ạ? Đây, phân tay phân nhánh rất là nhiều rồi mọi người ơi. Đây, phân tay phân nhánh cực kỳ và còn nụ còn đang đi nữa nhá. Nụ vẫn còn đang đi nữa. Đấy. Dòng này đúng bắt đầu đến 10 năm âm lịch là bắt đầu bung cho em những bông đầu tiên này. Đấy, bung cho em bông đầu tiên cứ 3 ngày nở một bông nhá mọi người nhá. 3 ngày nở một bông. Đấy. Là mình chơi chuẩn Tết âm lịch cho em. Ok chưa? Đến lúc Tết âm lịch là nó sẽ bắt đầu nở như thế này. Khoảng tầm được 3 đến 4 bông. Đấy, ok chưa mọi người? Đấy, dòng phân tay phân nhánh hôm nay em bán cho mọi người giá 80.000 đồng một cây nhá. Cây nào cũng phân tay phân nhánh cho em, ok chưa? Không phân tay phân nhánh thì trả lại hàng cho em. Đó, cây cứ phân tay phân nhánh đủ cho em như thế này. Cây đẹp nhá mọi người nhá. Cây đẹp, cực kỳ đẹp này. Đấy, nhiều cây hiện tại còn đang ra những cái vòi mới rồi đây. Mọi người ơi, nách nó đang ra những cái vòi mới như này. Đây. Đấy, dòng này là mọi người nhá, chơi cái ngồng này xong mọi người chơi sang ngồng tiếp theo nó phải đến chắc phải đến 7-8 tháng mới hết hoa được cho em. Ok cho mọi người. Đây, dòng phân tay phân nhánh hôm nay em bán cho mọi người với giá bao nhiêu? 80.000 đồng một cây nhá. Và mua 5 cây em sẽ bao ship luôn. Mua 5 cây này em bao ship, mua 10 cây em sẽ tặng một cây cho các bác. Dòng mãn thiên hồng. Đây, mặt hoa như thế nào? Mặt hoa là như cái chậu em đang cho mọi người chiêm ngưỡng đây nhá. Đó. Mặt hoa đây rất là đẹp nhá. Đấy. Lưỡi là lưỡi hồng và mũi là mũi trắng cho em. Viền hoa là viền hoa, gọi là viền hoa trắng dần vào trong là hồng. Và cái dòng này rất lâu tàn, cánh cứng.
cánh cứng mọi người nhá, độ bền cho em khoảng từ 3 đến 4 tháng. Đó. Và cái dòng này đặc biệt của nó là càng để thì cái những cái tay, cái nhánh này để càng nhiều và nuôi hoa cho mọi người. Đây, ok chưa ạ? Đó, phân tay phân nhánh cho em nhá. Đây, những cái cây như em rơi trên màn hình đây cho mọi người nhá. Dòng phân tay phân nhánh nhá mọi người nhá. Ok chưa? Bao nhiêu tiền một chậu? 80.000 một chậu, mua 5 chậu em bao ship. Và mua 10 chậu em tặng một chậu nhá mọi người nhá. Đấy, hôm nay em về lô cuối cùng cho dòng mãn hồ điệp như này. Mãn thiên hồng nhá mọi người nhá. Đó, mãn thiên hồng như này, 80.000 đồng một chậu, hàng phân tay phân nhánh như thế này. Mua 5 chậu em bao ship và mua 10 chậu em sẽ tặng một chậu và bao ship tận nhà cho mọi người. Dòng này em về lô cuối cùng này không có nhiều đâu mọi người ơi. Không có nhiều nhá, nên mọi người nhanh tay để lại số điện thoại đặt hàng cho em. Đây, cứ 3 chậu hoặc là 5 chậu như này rất là đẹp luôn này mọi người ơi. Cực kỳ đẹp này. Ok chưa? À, phân tay cực kỳ là sướng luôn. Đó, mọi người nhìn thấy dễ này. Dễ cực kỳ xanh cho em nhá. Dễ cực kỳ xanh cho em. Về được một lô cuối cùng phục vụ Tết Nguyên Đán cho các bác. Còn sau đấy là em bắt đầu chuyển sang bán hàng hoa. Đấy, chuyển sang bán hàng hoa chứ không bán hàng nụ như này nữa. Nụ này nụ to rồi này. Chơi chuẩn Tết cho em, ok chưa? Bắt đầu sang tháng 12 âm lịch là bắt đầu nở những bông đầu tiên. Cứ 3 đến 5 ngày nở một bông cho em. Đấy, nên là cái nụ này mọi người nhìn này, nó mười mấy bông hoa luôn. Nên là mọi người yên tâm là chơi chuẩn Tết âm lịch cho em nhé. Đấy, 80.000 đồng một chậu, hàng phân tay phân nhánh. Đây mọi người ơi, phân tay phân nhánh cực kỳ đẹp như này cho em. Đó, dễ này. Mọi người nhìn dễ, cực kỳ xanh nhá. 80.000 đồng một chậu. Số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0974702106. Ok chưa ạ? 0974702106 nhé. Đó, nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn hàng. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn hàng nhé mọi người nhé. Dòng này cực kỳ hiếm luôn. Tại vì dòng phân nhánh này không phải nhà ai cũng có đâu. Hiện tại là trên thị trường nó có rất là nhiều cái hàng. Đây này, hàng như hàng này là nó không thể phân tay phân nhánh được này. Nụ rất là ít. Này, cây cây có thể bộ rễ bất khỏe, nhưng mà dòng này là dòng mà họ chăm bón nó thiếu dinh dưỡng, nên là nó ra chỉ được khoảng 5 đến 7 bông hoa. Nhưng mà cái tay nhánh của nó không đẻ được. Còn dòng nhà em là dòng cây này, mọi người so sánh nhá, cây này nó bé hơn, cây này nó to hơn nhá. Không phải là cứ cây đúng rồi, tại vì họ mua giá tiền thấp hơn nên là họ bán ra là giá rẻ hơn. Chứ còn em là nhập hàng đắt nên là em không bán rẻ được. Đây, dòng phân tay phân nhánh nhà em đây. Cứ tay nhánh rất là nhiều cho em nhá. Những cái mắt này đang sưng rồi, ok chưa? Đó, phân tay phân nhánh rất là nhiều cho em này. 80.000 đồng một chậu, mua 5 chậu em bao ship và mua 10 chậu em tặng một chậu nhá. Đó. Hôm nay em sẽ lên cho mọi người mình cái dòng mãn thiên hồng này thôi. Số điện thoại liên hệ đặt hàng bên em là 0974702106. Mà vườn lan của em ở Đan Phượng, Hà Nội nhá mọi người nhá. Đây, mọi người cứ xem qua và mọi người đặt hàng thì để lại số điện thoại hoặc là tin nhắn cho em. Nhiều khi là nhà em rất là nhiều người gọi ấy, nên là không thể biết là không nghe được hết ý. Thì các bác mua hàng các bác cứ để lại số điện thoại cho em là bên em sẽ gọi điện lại chốt đơn cho mình nhá. Đấy, 80.000 một chậu cái dòng phân tay phân nhánh như này cho em. Dòng là dòng cây to, không phải dòng cây bé xíu và không phân tay phân nhánh nhá mọi người nhá. Được chưa? Dòng là dòng cây to nhá. Rồi. Bầu rất là khỏe như này. Dễ cực kỳ khỏe nhá. Đấy, phân tay phân nhánh cho em đây mọi người nhìn nhá. Đó, đang có tay đây. Cây nào cũng đang có tay nhá. Đó. Rồi, phân tay phân nhánh rất là nhiều. Khi mà lấy đầy đủ dinh dưỡng rồi nó mới phân tay phân nhánh được mọi người nhá. Ok chưa? Có số điện thoại cho em là có đơn hàng 80.000 đồng một chậu và hôm nay em về lô cuối cùng rồi. Ok chưa ạ? Đó. Nhanh tay để lại số điện thoại cho em là có đơn hàng nhá. Còn cái dòng này bình thường Tết họ bán ra thị trường ít nhất khoảng 120 đến 150 cho em một chậu như này. Ok chưa? Đấy, hôm nay em tri ân cho các bác với giá 80.000, mua 5 chậu em bao ship và mua 10 chậu em sẽ tặng một chậu. Dòng phân tay phân nhánh nhá, không phải là dòng có mỗi mình nụ hoa không phân tay phân nhánh thì em không nói chuyện, tại vì thị trường bây giờ nó có rất là nhiều loại. Loại đấy là cái loại cây nó nhỏ hơn, khi mà họ kích khi mà cây nó còn yếu ấy thì nó sẽ ra được ít nụ thôi. Còn dòng nhà em là cực kỳ nhiều nụ, siêng nụ nhá mọi người nhá. Đó. Lên số điện thoại cho em là có đơn hàng.